Theo nội dung clip, khoảng 10 người đã cùng vây trước đầu xe tải và hợp lực nhấc lên để cứu người bị mắc kẹt. Sự việc được một người dân dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, sự việc trên xảy ra trên đường Nguyễn Văn Luôn, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vào 14 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 3, đường Nguyễn Văn Luôn xảy ra vụ va quẹt giữa hai xe máy, một người đàn ông 36 tuổi ngã xuống đường. Lúc này, xe tải từ phía sau chạy lên đã đè một phần đầu xe lên chân nạn nhân nhưng kịp dừng lại. Một số người dân xung quanh cùng người đi đường và cán bộ, công chức phường 12 lúc này đang trên đường làm nhiệm vụ, thấy sự việc đã hỗ trợ để nâng xe tải lên cứu người bị nạn. Vụ việc này sau đó được giải quyết theo thỏa thuận hai bên.